Thân chào tất cả các em, rất vui khi được đồng hành cùng các em trong môn tiếng Việt, phần môn tập đọc lớp 4. Tiếp nối lớp 3, năm nay các em sẽ cùng tìm hiểu bao bài học thú vị thuộc các chủ điểm. Thương người như thể thương thân, măng mọc thẳng, trên đôi cánh ước mơ, có chí thì nên, tiếng sáo diều và một số chủ điểm các em sẽ tìm hiểu ở học kỳ 2. Ở mỗi chủ điểm, các bài tập đọc sẽ đưa các em đến với những bài học bổ ích về lòng dũng cảm, về tình yêu thương, lòng trắc ẩn. Nào, chúng ta cùng đến với bài tập đọc đầu tiên nhé! Trước khi bắt đầu tiết học, cô lưu ý các em một số điều sau. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, sách giáo khoa, tập ghi chép, bút. Tập trung lắng nghe, thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. Mời các em cùng quan sát bức tranh và cho biết trong tranh vẽ gì. Đó là một bạn nhỏ đang dẫn một cụ già đi qua đường. Bên cạnh là một bạn nhỏ khác đang cõng bạn đi học. Xa xa là những chú bộ đội đang giúp người dân di dời sau cơn bão. Tất cả những hình ảnh này đều là những con người sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn, người già, trẻ nhỏ. Đây là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Và truyền thống này được thể hiện thông qua chủ điểm thương người như thể thương thân. Nhân vật chính của bài tập đọc này là ai? Các em hãy cùng nhìn lên màn hình nhé. À, đó là một chú dế. Dế mèn đấy các em ạ. À. Chú ta là nhân vật chính trong bộ truyện Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài. Đây là một tác phẩm văn xuôi dành cho thiếu nhi viết về đề tài loài vật. Với nghệ thuật nhân hóa tài tình, điêu luyện, nhà văn Tô Hoài đã đưa chúng ta đến với thế giới các loài côn trùng cùng cuộc phiêu lưu của chú dế mèn từ khi chú rời khỏi mẹ đến lúc trưởng thành, chín chắn. Qua tập truyện này, nhà văn Tô Hoài gửi gắm những bài học sâu sắc trong cuộc sống, đó là phải luôn biết khiêm tốn, giúp đỡ người khác, đoàn kết, phạm lỗi phải biết sửa lỗi. Cô hy vọng các em sẽ tìm đọc toàn bộ tác phẩm này để có thể hiểu rõ hơn những cuộc phiêu lưu của chú dế mèn. Các em nhé! Còn bây giờ, chúng ta hãy đến với một đoạn trích trong tác phẩm mang tên Dế mèn bênh vực kẻ yếu. Đoạn trích này giúp chúng ta rút ra được bài học gì trong cuộc sống? Các em hãy cùng cô tìm hiểu và tự tìm câu trả lời. Mời các em cùng mở sách tiếng Việt trang 4, 5 và lắng nghe cô đọc bài. Các em nhớ đọc thầm theo cô, ghi nhận các từ khó hoặc câu dài, đồng thời suy nghĩ cách chia đoạn bài đọc này. Dế mèn bênh vực kẻ yếu. Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi vài bước nữa, tôi gặp chị nhà trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội. Chị nhà trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay xa được. Tôi đến gần chị nhà trò vẫn khóc, nức nở mãi chị mới kể. Năm trước, khi gặp trời làm đói kém, mẹ em phải vay lương ăn của bọn nhện. Sau đấy, không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em. Mà em ốm yếu, kiếm bữa cũng chẳng đủ. Bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng. Mấy bận bọn nhện đã đánh em. Hôm nay bọn chúng chăng tơ ngang đường đe bắt em, vặt chân, vặt cánh, ăn thịt em. Tôi xòe cả hai càng ra bảo nhà trò. Em đừng sợ, hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu. Rồi tôi dắt nhà trò đi. Được một quãng thì tới chỗ mai phục của bọn nhện. Theo Tô Hoài. Dựa vào nội dung bài, ta có thể chia bài tập đọc thành 3 đoạn. Đoạn 1, từ một hôm đến tảng đá cuội. Đoạn 2, từ chị nhà trò đến ăn thịt em. Đoạn 3, phần còn lại. Chúng ta cùng xem lại các đoạn trên bài đọc để nhớ rõ hơn. Khi đọc bài,
Các em lưu ý phát âm đúng một số từ. Đọc cùng cô nào. Tảng đá cuội. Chùn chùn. Nức nở. Thui thủi. Xòe. Các từ khó hiểu trong bài đọc đã được giải nghĩa rất kỹ ở phần sách giáo khoa trang 5. Các em hãy đọc để hiểu rõ hơn nghĩa của từ. Cô giới thiệu với các em. Đây là hình ảnh của dế mèn. Và đây là hình ảnh của cỏ xước. Trong đoạn 2 có câu văn dài, ta có thể nghĩ hơi như sau. Chị nhà trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn như mới lột. Các em ạ, qua phần luyện đọc, cô nghĩ rằng các em đã biết được dế mèn gặp điều gì trên đường rồi đúng không nào? Ta cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn thông qua hoạt động tìm hiểu bài. Cô đố các em, đoạn trích này có bao nhiêu nhân vật? Đó là những nhân vật nào? Cùng đối chiếu với kết quả của cô nào. Đoạn trích này có hai nhân vật, đó là nhân vật chị nhà trò và nhân vật dế mèn xưng tôi trong câu chuyện. Các em hãy đọc thầm đoạn 1 và cho cô biết dế mèn gặp chị nhà trò trong hoàn cảnh nào. Cô có 4 gợi ý, hãy lựa chọn đáp án chính xác nhất. A. Khi dế mèn đang đi tuần tra trong khu rừng thì gặp chị nhà trò ngồi khóc bên tảng đá cuội. B. Khi dế mèn đi qua một vùng cỏ xước xanh dài, thấy chị nhà trò ngồi gục đầu khóc bên tảng đá cuội. C. Khi dế mèn cùng bọn nhện đi đòi nợ thì gặp chị nhà trò đang ngồi hát ca bên vệ đường. D. Khi dế mèn đang trên đường về nhà, vô tình phát hiện chị nhà trò đang ngồi hát ca bên bờ sông. Câu trả lời của các em là gì? Khi dế mèn đi qua một vùng cỏ xước xanh dài thì thấy chị nhà trò ngồi gục đầu khóc bên tảng đá cuội. Câu B là câu trả lời chính xác. Câu trả lời đã giúp các em nắm được ý đoạn 1 rồi đấy. Ý đoạn 1 là hoàn cảnh dế mèn gặp chị nhà trò. Tại sao chị nhà trò lại khóc? Các em hãy đọc thầm đoạn 2 và tìm câu trả lời nhé. Đọc xong đoạn 2, cô nghĩ các em đã hình dung được hình ảnh của chị nhà trò rồi nhỉ? Thế chị nhà trò là người rất mạnh mẽ hay yếu ớt? À, chị ấy rất yếu ớt đấy các em ạ. Những chi tiết chứng tỏ điều đó là gì? Trong vòng 20 giây các em thử tìm nhé. Các em tìm được bao nhiêu chi tiết rồi? Cùng kiểm tra với cô nào. Thứ nhất, thân hình chị bé nhỏ, gầy yếu, người bự những phấn như mới lột. Chi tiết thứ hai, cánh chị mỏng, ngắn chùn chùn, quá yếu lại chưa quen mở. Chi tiết thứ ba, vì ốm yếu, chị kiếm bữa cũng chẳng đủ nên lâm vào cảnh nghèo túng. Nhưng đó có phải là điều làm chị khóc không? Không phải các em ạ. Chị nhà trò khóc vì bị bọn nhện ức hiếp, đe dọa. Vậy, chị nhà trò bị bọn nhện ức hiếp, đe dọa như thế nào? Hãy chọn những đáp án đúng trong các câu sau. A. Bọn nhện đã đánh chị, chăng tơ ngang đường. B. Bọn nhện đã mai phục bên đường để hù dọa chị. C. Chúng chặn đường bắt chị treo lên mạng nhện. D. Bọn nhện đe bắt chị, vặt chân, vặt cánh ăn thịt. Các em cùng đối chiếu với câu trả lời của cô nhé. Đáp án đúng là câu A và câu D. Trước đây, mẹ nhà trò có vay lương ăn của bọn nhện, sau đấy chưa trả được thì mất. Nhà trò ốm yếu, kiếm ăn không đủ, không trả được nợ. Bọn nhện đã đánh nhà trò mấy bận. Lần này chúng chăng tơ chặn đường đe bắt ăn thịt chị. Câu trả lời đã giúp các em nắm được ý đoạn 2 rồi đấy. Ý đoạn 2 là hoàn cảnh đáng thương của chị nhà trò.
Các em biết không, dế mèn ban đầu là một kẻ nghịch ranh, kiêu ngạo và nóng vội nên đã gây ra cái chết đáng thương của dế chuất. Sau đó dế mèn ân hận nhận ra bài học cho mình, ở đời không nên kiêu căng, bắt nạt kẻ yếu, sống phải đoàn kết với mọi người. Khi vô tình thấy chị nhà trò gặp hoàn cảnh đáng thương như thế này, dế mèn đã muốn ra tay tương trợ, giúp đỡ chị. Các em hãy đọc thầm đoạn 3 và chỉ ra lời nói cho thấy tấm lòng nghĩa hiệp của dế mèn. Đó là: Em đừng sợ, hãy trở về cùng với tôi đây, đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu. Lời nói của dế mèn rất dứt khoát, mạnh mẽ, khiến cho nhà trò yên tâm. Và dế mèn còn làm gì nữa? Hãy chỉ ra cử chỉ cho thấy tấm lòng nghĩa hiệp của dế mèn. A. Dế mèn dỗ dành để chị nhà trò khỏi khóc. B. Dế mèn xòe cả hai càng ra, dắt chị nhà trò tới chỗ mai phục của bọn nhện. C. Dế mèn khuyên chị nhà trò đừng sợ. D. Dế mèn bắt bọn nhện dẹp đường để chị nhà trò đi. B là đáp án chính xác. Cử chỉ xòe cả hai càng ra là phản ứng mạnh mẽ, dắt nhà trò đi là hành động bảo vệ, che chở. Các câu trả lời đã giúp các em nắm được ý đoạn 3. Ý đoạn 3 là ca ngợi tấm lòng nghĩa hiệp, dũng cảm của dế mèn. Đoạn trích dế mèn bênh vực kẻ yếu đã cho ta thấy một chú dế mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, bênh vực người yếu. Đó chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Trong đoạn trích này, em thích hình ảnh nhân hóa nào? Có thể là hình ảnh chị nhà trò ngồi gục đầu khóc bên tảng đá cuội, hoặc hình ảnh dế mèn xòe hai càng ra bảo nhà trò: Em đừng sợ, hãy trở về cùng với tôi đây, đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu. Hoặc hình ảnh dế mèn dắt nhà trò tới chỗ mai phục của bọn nhện. Các em ạ, đọc dế mèn phiêu lưu ký chúng ta sẽ tìm thấy hình bóng của mình thấp thoáng trong đấy. Càng suy nghĩ càng thấm thía những bài học mà nhà văn Tô Hoài mang lại qua những loài vật gần gũi, thân thương gắn với đời sống thôn quê, là một bức tranh khắc họa đời sống tâm lý của lứa tuổi thiếu nhi và cả thanh niên. Các em hãy tìm đọc để hiểu hơn về dế mèn và những nhân vật khác nhé! Các em thấy không? Lòng nghĩa hiệp như dế mèn là một trong những đức tính vô cùng cần thiết và đáng quý ở mỗi con người. Nó được thể hiện từ trong suy nghĩ đến hành động. Vì vậy, các em hãy rèn luyện bản thân để trở thành những con người có tấm lòng nghĩa hiệp, biết phân biệt đúng sai, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những người yếu đuối hơn mình. Qua bài tập đọc đầu tiên của chủ điểm Thương người như thể thương thân, các em có thể học được gì cho cuộc sống hàng ngày? Các em có thể thấy trong cuộc sống còn có những điều bất công, những người yếu đuối, bất hạnh. Ta cần biết lắng nghe, cảm thông, yêu thương những kẻ yếu ớt, nhỏ bé. Đồng thời, cần ca ngợi những tấm lòng nghĩa hiệp, anh hùng, lấy đó làm gương sáng để noi theo. Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, có thể có nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Em có thể làm gì để thể hiện sự cảm thông, quan tâm, chia sẻ đối với bạn bè và những người xung quanh? Tìm hiểu nội dung câu chuyện đã giúp các em nắm rõ nội dung bài và hiểu hơn về các nhân vật phải không? Vậy, theo em, đoạn trích sau đây đọc với giọng như thế nào? Cùng nghe cô đọc mẫu. Năm trước, khi gặp trời làm đói kém, mẹ em phải vay lương ăn của bọn nhện. Sau đấy, không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em, mà em ốm yếu, kiếm bữa cũng chẳng đủ. Bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng. Mấy bận bọn nhện đã đánh em. Hôm nay bọn chúng chăng tơ ngang đường đe bắt em, vặt chân, vặt cánh ăn thịt em. Tôi xòe cả hai càng ra bảo nhà trò: Em đừng sợ, hãy trở về cùng với tôi đây, đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu. Để đọc hay đoạn văn này, các em cần lưu ý lời kể của nhà trò: đáng thương. Lời nói của dế mèn: mạnh mẽ, thể hiện sự bất bình, thái độ kiên quyết của nhân vật. Các em hãy luyện đọc lại đoạn văn này, cũng như đọc lại toàn bài để cảm nhận sâu sắc hơn về nhân vật dế mèn.
Các em nhớ đọc lại bài Dế Mèn Bênh Vực Kẻ Yếu và đọc trước phần tiếp theo để biết tấm lòng của dế mèn như thế nào. Chúc các em học giỏi, chăm ngoan.